có phải cái khu nào này, khu S1 này phải không? S1 không phải S2 mà nằm ngay giữa cái khuỷu chân sau khu S1. S1 vô cái cuộc sống S1 ta coi nó bị S1 nằm ở đâu. Cuộn cuộn này nó chắc là cái này, cái đường này không phải đường này, còn thêm đường nữa để coi cái góc nó đâu để cho cái khí chạy vô đó, mới tìm cho ra cái chỗ đau nó dính cái thần kinh trên 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 lưng S1 S2 rồi có cái S1 nằm chỗ nào. S1 sacro do cái thần kinh tọa, cái đường cong của cái xương sống nó bị ngay khu đó mới rắc rối á. Đó hai cái mạch máu này, nó ra cái đường, tìm ra cái đường nó rồi, đường đau của anh rồi, tìm ra rồi. Đâu sao có đường đỏ đỏ này, đọc ở đây này S3 S2 S1 có N5 rồi, N4 không có, N5 cái gì nó có thể nó bị, có khi nào anh bị té, có khi nào bị té, có khi nào có té ngồi giọng đích không lần nào vậy thôi. Vậy thôi là tập tập cái S1 S2 S3 rồi, S1 S2 S3 tập vậy tìm ra cái chỗ đó, chỗ đó. S1 2 3 dẫn xuống đây là đầu con này. Cái bài tập sẽ như vậy. Cái bài mấy cái bài kia vẫn duy trì và cái chữa sao cho hết cái đầu cái chân. Cái quan trọng chị cái tập của bạn cho hết cái đầu cái chân. Mà anh ngồi xuống không có được. Anh ra giờ phải ngồi kiểu này. Đó là ngồi xuống được. Cái này nó bị cái khó cái vùng vùng này, cái hình tam giác này. Mà bây giờ anh ngồi xuống dậy, anh ngồi xuống dậy đâu có được đâu. Ngồi được mà đứng lên khó lắm. À ngồi xuống hai cái tay vô đây. Ngồi ngồi xuống giờ thầy coi ngồi thì vẫn được. À, Nhưng mà ngồi tại vậy là nó đau bây giờ cái vùng này. Bây giờ anh chống nha. Anh cái bài tập này vậy giống như con cọc đó. Anh ngồi để nó tay vậy ha. Cũng ngồi cũng giống giống chừng vậy đó, anh để tay. Anh cứ trộn này. Một. Đó. Hai. Đó. Ba. Bốn. Đó. Tức là tỉnh cái này xuống đất. Tỉnh. Năm. Sáu. Anh đọc thử mồ hôi này. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười một. Mười hai. Rồi cái anh kéo phải thấp dần chút, mỗi lần thấp dần cũng trọng là một ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một
À, rồi kéo sâu vô dần. Đó. Đó. Cái dạng trong phương này nó đỡ. Ba, năm, sáu, tám, chín, mười, mười một, mười hai. Đó là hết chu kỳ. Chu kỳ thứ hai là để ngồi để dành. Đó. 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 Nhất được mộng này. Nó không, nó bị ngạt cái chỗ đó, ngay cái chỗ thắt lưng xuống cái đùi này. Tám, chín, mười, thầy chưa có đeo cái mic được. Nó âm thanh gì thầy chưa đeo cái mic à. Hỏi nó có tiếng ngọc đẹp thích chưa đó, thì là cái đó là có, tức là cái thức này nó có ba cái thức chồm chồm trước, chồm lui, chồm ngược. Mỗi lần chồm như là anh ỉnh cái miếng xương này xuống đó, 12 lần ỉnh vậy, xong cứ để xuống ỉnh vậy, rồi để vậy ba ở 12 lần, mỗi thứ là ba ba cái trình độ ở thấp vô vậy. Rồi mỗi ngày anh phải để cái tay mà hai cái bàn chân này nó banh ra, để tay ở giữa cứ vậy đó, anh nhấp nhấp vậy đó, một hai ba bốn năm, để anh nhấp nhấp để ngồi vậy đó, đẩy đẩy cái mông, cái mông ra trước, một hai ba bốn năm tám chín mười một hai ba không bảy tám chín hai mươi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín ba mươi một đó, cứ ngồi đúng như vậy. Tôi anh ngồi nhúng khoảng chừng 50 phút rồi nó coi còn lát hồi thì nó lên nó nhẹ bớt cái chỗ đau, không nó nhẹ bớt là trúng, cứ ngồi nhúng vậy thôi. Nó anh thấy hai cái mông này đẩy đẩy ra trước nè, nó vậy mười bốn chín mười một, theo tài liệu là nó bị khu đó nó bị nghẽn máu á, nó không xuống chân. Đó. Rồi sau cái anh để là sao, anh để hai cái gối chụp lại vậy, anh cứ ứng lên một hai đó ba bốn năm sáu bảy tám chín. Anh theo dõi ở trong có nó có giảm bớt không, để ý coi nó giảm bớt không đó, để ý 11 2 13 14 15 16 rồi anh để xuống hai chân duỗi là nè, rồi anh để im nó một hồi, chống hai tay để hai bàn chân bằng nhẹ để một hồi, để máu nó xuống cái chỗ mà đau của anh, chỗ nó xuống hai cái này xuống nhiệt độ, anh để con chân bước lên là một cho nó xuống, hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba bốn mười lăm mười sáu, rồi anh banh nó đang chục nữa đó, banh vậy đó, rồi anh cũng vậy nè, lắc qua lắc lại 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, bành nó ra đó, bành, mục đích mình kéo đi cho máu nó xuống cái chỗ mà anh đang đau á, chỗ lúc anh lắc thì anh thấy cảm giác nó có nhẹ hơn, nó cái đau nó nhẹ nhẹ không, đó để ý, thấy nó nhẹ không, nó nhẹ cái chân không, cái đường đau chưa thấy hả, vẫn đau hả, rồi nếu mà duỗi ra vậy, ngước lên vậy nó đỡ không, đó, ngước lên cái nào mà nó giảm đau. Nó lại thốn tới vùng này à, đó nó thốn cho đó hả, nếu mà co cái đầu gối lên hả? Co cái một mũi chân lên hả? Duỗi ra duỗi co vô thì nó thốn ra đó, khi mà duỗi nó về thì nó
thống cái dùng này. Còn ở cái đầu phía sau nó đỡ không? Phía sau thì bây giờ tôi biết thầy đứng dậy mới biết. À rồi đứng lại bây giờ được, bắt đầu anh co chân anh quay lại anh nhìn cái niệm anh đứng lên coi đó. Chỗ cái tay thì Ờ đó đứng lên rồi đứng lên rồi đứng lên vậy cái anh giọng nhẹ nhẹ coi nó bớt đau không? Đó, nhẹ nhẹ anh thấy nó cái đau nó giảm không giờ thấy có giảm thì đó vậy là đúng là cái kiểu đó tập kiểu đó 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 thì cái quy trình đó là làm lại ha. Tôi chỉ cái bài bài số 1 của anh Đức đầu tiên anh bơm bơm một nè ha đây 12 cái lá tuổi anh làm lại các bạn 1 2 3 4 5 cái tim cho ra nó chỉ đấy chứ 8 9 10 11 12 rồi cái thu cái lại vô dần đó chứ không còn cấp à. Cái trộm là bỏ cái này cũng bài của con cấp nó gọi là cấp mô công của Trung Quốc gọi bài của con cấp giống như là thằng Tây Độc Âu Dương Phong này, đó làm con cóc nó nhảy đó nhỉ? Đó 12 cái xong vô thấp vô hơn vô càng vô thì hai tay nó gần nhau nhỉ? Chồm này. Có lần đẩy thì nhón cái gót mình cái nhón gót đó cái là coi như mình bẻ mặt sau của cái lưng có hình thực của cái tọa đó đó 12 cái vậy xong bắt đầu trở ra phía sau nè duỗi một đó, duỗi hai đó ba bốn năm sáu bảy tám chín mười 11 12 xong ngồi xuống thả vậy cho nó ngồi yên vậy á chống hai tay cho nó máu nó thông xuống cái chân dưới rồi im một hồi ngồi cho nó máu nó thông xuống khoảng chừng thấy nó máu nằm như nó chạy một hồi khoảng chừng 6-7 giây sau cái anh đứng lên đó chống được rồi. Thả nhẹ vậy đó, để hai gót sát này đó là một ủa. Nếu mà anh giọng mà thấy nó giảm đau gì mà anh thấy nếu mà giọng mạnh nó giảm đau hay giọng nhẹ giảm đau tự anh biết anh giọng vừa vừa nó cầm đó nó giảm đau đó, ý cũng vậy nếu nó giảm thì là được một chu kỳ tập vậy đó rồi anh ngồi nghỉ một chút nó có bài hôm nay nó dạy thử coi anh ngồi xuống nghỉ lại chút đi bài này là cái này nó dính tới là ở cái xương tọa nó có bốn cái lỗ trong toàn này nè đây nè cái lỗ này. Anh ngó cái hình này có bốn cái lỗ nè bốn cái lỗ này cái dây thần kinh anh bị kẹt không nè nó chui ra chui vô không có được thành ra khi mà anh đi bộ nhiều á cái dây nó là nó bốn cái lỗ nó có bốn sợi dây nó truyền xuống cái chân của anh theo cái hình thấy thấy rõ mà. Không? Đó là từ đó bốn sợi dây đỏ nè từ cái lỗ xương nó chui ra này nó là buộc bốn cái gân khi anh co lên thì nó kéo gân xuống kéo lên ảnh vướng mẹ thành ra hồi nãy mình ưỡn là vậy ưỡn là ông vô cho cái lỗ cái dây nó vậy này. Hồi cái đứng lên giọng cái cho nó bức nó không chạm vô hai cái ống hai bên nó cản máu anh xuống dưới không được thì nó anh đi càng nhiều nó giống như một bít một đầu mà ở dưới này cứ căng thành ra nếu muốn đi được là anh phải ưỡn vậy xong anh đi chút ưỡn vậy anh đi không bị thì anh ngồi tập chút xíu đứng lên vòng vòng anh đi được chút nó đau thì anh cũng là phải ngồi như con cóc tức là con cóc là ưỡn chồm trước ưỡn sau duỗi gối tức là chồm trước rồi con cóc nó thấp nhảy ra phía trước con cóc là ưỡn bụng xong con cóc nó duỗi chân khi máu nó xuống rồi anh giọng giọng để chi cái này nó lâu năm nó dính rồi mình lớn tuổi nó dính của anh nó dính vô cái mấy cái lỗ lỗ có cái lỗ bự á nó có cái dây nó thọt qua đọc lại giờ nó dính đó nó chặn này chặn nhẹ rồi thì máu nó không xuống dưới này mà cái đường nó xuống cái chỗ mà anh đã đó nó bịch máu nó không xuống nguyên cái khúc này của anh nó bị đau nó động máu đen thui lên và nó bị vướng ở bốn cái lỗ này S1 hay là bốn cái lỗ nãy chỉ ra
Thì giờ hồi nãy mình ưỡn ra cho cái này bốn cái đường ống này nó mở ra, mở xuống đây, anh ưỡn gối cho nó chạy xuống, chạy lên, chạy xuống lên, rồi đứng lên giọng cho cái màu đen này, cái màu đen này nó trộn cái máu đỏ trộn cái đen nó chạy cuốn lên lại nó mới hết. Nếu mà thấy giảm đau anh cứ làm vậy, cứ hồi rảnh là làm, rảnh là làm, mà nếu nó giảm thì bài đó bài.